Lại nữa, xá lợi tử, đại Bồ Tát nào tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, lấy đại bi làm đầu, tu tất cả pháp môn như bốn niệm trụ, ba mươi bảy pháp phần bồ đề ba môn giải thoát cho đến mười lực, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại tử đại bi, đại hỷ đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, giữ gìn thiện căn, dùng vô sở đắc làm phương tiện, cùng các hữu tình, bình đẳng hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề xá lợi tử, đại Bồ Tát ấy vì lợi lạc các hữu tình nên hướng đến đại thừa. Lại nữa, xá lợi tử, đại Bồ Tát nào tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, lấy đại bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện, tu pháp nội không đẳng trí, và chân như đẳng trí, giữ gìn thiện căn này, dùng vô sở đắc làm phương tiện, tu các